Giá cà phê hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2023, giá cà phê trong nước giữ đà tăng. Cập nhật giá cà phê hôm nay 17 tháng 7 năm 2023, giá cà phê trực tuyến, giá cà phê Tây Nguyên, cà phê Lâm Đồng, cà phê Con Tum, cà phê Nhân, cà phê Abrica hôm nay 17 tháng 7. Giá cà phê trong nước ngày 17 tháng 7 năm 2023 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cao nhất ở mức 65.600 đồng trên kg. Cụ thể, giá cà phê nhân xô cà phê nhân cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá từ 64.800-64.900 đồng trên kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 65.200 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay, ở huyện Cưm Ga giá cà phê hiện ở mức 65.300 đồng trên kg. Còn tại huyện Ea Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 65.400 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 65.600 đồng trên kg. Tuần qua, giá cà phê tăng đến 600 đồng trên kg so sánh giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, ở mức 65.600 đồng trên kg ngày 17 tháng 7 so với 65.000 đồng trên kg ngày 9 tháng 7. Đối với giá cà phê thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn kỳ hạn giao ngay tháng 9 ở mức 2.540 USD tấn và kỳ hạn giao tháng 11 ở mức 2.405 USD tấn. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng ở mức 160,80 sen LB và kỳ hạn giao tháng 12 ở mức 160,30 sen LB, khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình. Về đà tăng của cà phê Ả Rập, Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil Cà phê Thông tin, xuất khẩu cà phê các loại của Brazil trong tháng 6 vừa qua giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái kết hợp với việc đồng rial nước này tăng giá so với đồng đô la Mỹ khiến các doanh nghiệp xuất khẩu nước này giảm bán cà phê ra là các yếu tố tích cực hỗ trợ giá loại cà phê này. Còn theo chuyên gia, thời gian qua việc thiếu hụt nguồn cung robusta trên thế giới khiến giá cà phê này giữ đà tăng ổn định, trong đó có Việt Nam. Báo cáo tồn kho ICE London ngày 12 tháng 7 giảm xuống đăng ký ở mức 54.360 tấn. Còn theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu cà phê nước ta trong tháng 6 năm 2023 chỉ đạt 140.607 tấn, thấp hơn so với mức 150.000 tấn được một số chuyên gia ngành hàng ước tính ban đầu. Lũy kế 9 tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại 2022 đến 2023, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt tổng cộng 1,44 triệu tấn khoảng hơn 24 triệu bao, với kim ngạch 3,38 tỷ đô la Mỹ, tạ in 6,6% về kim ngạch so với cùng kỳ niên vụ trước. Bên cạnh đó, trong tháng 6 vừa qua, giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam lên đến 2.682 USD tấn, tăng 4,4% so với tháng 5 trước đó và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá xuất khẩu cao nhất 10 năm trở lại đây. Tính chung nửa đầu năm nay, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 2.374 USD tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Hiệp hội Cà phê, Cà cao Việt Nam, giá cà phê tăng liên tục là do cung không đủ cầu. Dự báo sản lượng cà phê năm nay giảm đến 10 đến 15% năm do thời tiết không thuận lợi. Từ nay đến cuối năm, xuất khẩu cà phê vẫn thuận lợi khi nhu cầu tăng trong khi nguồn hàng không được cải thiện. Hiện cà phê của Việt Nam đã xuất khẩu cà phê tới 38 thị trường trên thế giới. Trong đó, các thị trường như Mỹ, Nga, Algeria, Indonesia, Mexico, Hàn Quốc tăng mạnh. Cụ thể EU vẫn là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của nước ta trong 6 tháng qua với khối lượng đạt 385.895 tấn, trị giá 872,9 triệu đô la Mỹ, giảm 10,6% về lượng và giảm 6,6% về trị giá. Thị trường này chiếm 38,3% tổng khối lượng cà phê xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, sản lượng cà phê trong niên vụ 2022 đến 2023 theo ước tính của Hiệp hội cà phê Cacao Việt Nam Vicofa giảm 10 đến 15% so với niên vụ trước xuống còn 1,5 đến 1,6 triệu tấn. Do đó, chuyên gia nhận định, xuất khẩu cà phê nhân của Việt Nam sẽ dự kiến giảm 1,5 triệu bao xuống 24,5 triệu bao dựa trên lượng tồn kho đầu vụ ở mức thấp và các quy định nhập khẩu chặt chẽ hơn của Liên minh châu Âu. Giá tiêu hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2023, nguồn cung giảm, giá tiêu sẽ đi lên. Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2023, giá tiêu DAKLAK, Gia Lai, Giá tiêu bà rịa, Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm, giá tiêu mới nhất ngày 17 tháng 7 thế nào? Giá tiêu trong nước giá tiêu hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2023 tại thị trường trong nước tiếp tục xu hướng đi ngang. Theo đó, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu được thương lái thu mua quanh mốc 67.000-68.000 đồng trên kg. Cụ thể, giá tiêu chư Cê Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 67.000 đồng trên kg. Giá tiêu DAKLAK hôm nay và giá tiêu tại Đắk Nông đều duy trì ở mức 68.000 đồng trên kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay cũng không có biến động so với hôm qua. Hiện giá tiêu tại khu vực này đang được thu mua quanh mốc từ 68.570.000 đồng trên kg. Trong đó, tại Đồng Nai, giá tiêu ở mốc 68.500 đồng trên kg. Tại Bình Phước, giá tiêu ở mức 69.000 đồng trên kg. Giá tiêu bà rịa vũng tàu vẫn có giá cao nhất và hôm nay được thương lái thu mua ở mức 70.000 đồng trên kg. Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục xu hướng đi ngang. Hiện giá tiêu tại bà rịa vũng tàu vẫn được thu mua ở mức cao nhất 70.000 đồng trên kg. Giá tiêu thế giới hôm nay 17 tháng 7 năm 2023 trên thị trường thế giới, theo Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế IPC cập nhật, kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Giá tiêu đen làm pung Indonesia chốt tại 3.740 USD tấn, Giá tiêu trắng mun tốc 6.474 USD tấn với các quốc gia còn lại, giá không có biến động. Hiện giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 3.050 USD tấn. Giá tiêu đen trình Malaysia ASTA giữ mức 4.900 USD tấn. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD tấn với loại 500 GL, loại 550 GL mức 3.600 USD tấn giá tiêu trắng ở mức 5.000 USD tấn. Thị trường đang chờ đợi thông tin vụ thu hoạch năm nay của Indonesia vừa mới bắt đầu. Dự đoán ban đầu là sản lượng có thể giảm và các nhà nhập khẩu Âu, Mỹ sẽ tăng mua trở lại để bù vào kho dự trữ. Ở trong nước, thông tin đáng chú ý tuần qua là tình hình xuất nhập khẩu hồ tiêu tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023. Qua các số liệu được công bố, Mỹ đã quay trở lại là nhà nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 6 năm 2023 đồng nghĩa với Trung Quốc giảm mua hàng. Sau tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 152.678 tấn tiêu các loại, tăng 29.123 tấn so với cùng kỳ năm trước. Dự báo, sau tháng còn lại của năm 2023, Việt Nam cần khoảng 100.000 tấn hồ tiêu các loại để xuất khẩu, trong khi đó, nguồn cung trong nước ở mức thấp, các doanh nghiệp sẽ phải nhập khẩu một lượng hàng đáng kể mới đáp ứng đủ cho nhu cầu này. Cùng với đó, các chuyên gia kỳ vọng thị trường Mỹ và châu Âu sau thời gian giảm mua để sử dụng hàng trong kho dự trữ sẽ tăng cường mua hồ tiêu. Hai yếu tố trên kỳ vọng kéo giá tiêu đi lên những tháng cuối năm. Bảng giá tiêu hôm nay 17 tháng 7 năm 2023 địa phương DVT giá mua của thương lái đồng tăng giảm so với hôm qua chư xê lai kg 67.000, đắk Lắk kg 68.000, đắk nông kg 68.000, bình phước kg 69.000, đồng nai kg 68.500, bà rịa vũng tàu kg 70.000.